Vâng, báo cáo với quý vị như thế này, tức là năm nay là anh em chúng tôi với lãnh đạo địa phương là kết hợp tổ chức như thế này. Đâm ra là cái nội dung là rất kịch tính, cho nên các đô thi đấu là rất là gay go và quyết liệt. Nếu mà các bác mà theo dõi có trận nào mà bảo bắt tay nhau thì ý kiến với chúng tôi để chúng tôi sẽ phản hồi lại với lại các đô. Cho nên là yên tâm là năm nay giải vật, tuy rằng là cái giải theo hàng cân, giải nhất 5 triệu, giải nhì 3 triệu, giải 2, 3 triệu, nhưng tổng giải nó rất nhiều tiền. Chính vì như vậy là các đô tham gia đều có giải cả, không có sự ăn chia, cho nên là thi đấu là rất quyết liệt. Rất mong các đô chúng ta phải thi đấu với cái tinh thần như vậy. Ở trận thi đấu tiếp theo ở hàng cân 55 kg, đô Đoàn Tâm Sinh của Tuyên Quang mang trang phục màu đỏ, đô Đỗ Xuân Lập của Vĩnh Phúc mang trang phục khố xanh, hai đô và sới. Hai đô nghe trọng tài trống xe đài. Trận tiếp theo ở hạng cân 70 kg, đô Trần Huy Hoàng của Bắc Linh và Nguyễn Văn Hùng của Công An chuẩn bị. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Ra ngoài sới rồi. Trận đấu tiếp tục. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 2 phút 14 giây. Đô Đoàn Tâm Sinh của Tuyên Quang hố đỏ thắng cuộc. Sập lại lên.
Bín dở. Hiện nay ở lèo 1 triệu đồng, đô Vũ Anh Tuấn ở thôn 2 giữ. Xin mời các đô vào theo đô Tuấn. Hả?